Vàng 5 tiền án, vừa ra tù 1 tháng tiếp tục phạm tội. Ngày 5 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Như Tiến, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại phường Phúc Xá, Ba Đình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Như Tiến từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản và 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tháng 1 năm 2023, Tiến vừa ra tù. Để có tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền. Tới ngày 1 tháng 2, Tiến đi lòng vòng các con phố để tìm kiếm sơ hở. Khi đến trước số 19 An Trạch, quận Đống Đa, đối tượng thấy một xe máy Honda Way để trên vỉa hè không có ai trông giữ nên đã dùng vam phá ổ khóa xe máy để trộm cắp. Lúc này, chủ nhà đi về thì nhìn thấy Tiến đi xe máy từ trên vỉa hè xuống nên truy hô và đuổi theo đối tượng. Khi đối tượng bỏ chạy đến ngã tư Vạn Phúc, Vạn Bảo, tổ tuần tra của Công an phường Liễu Giai đang làm nhiệm vụ phát hiện sự việc đã cùng người dân truy đuổi. Bắt giữ được đối tượng tại trước số 317 Đội Cấn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.